Huyền nào, mùa hè đang đến rất gần và Điền nghĩ rằng là rất nhiều gia đình đang tính toán là làm sao có thể chống chọi lại được với cái nắng gay gắt của Sài Gòn trong mùa này. Đúng rồi đó Thanh Điền, chính vì vậy mà ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với lễ hội giải nhiệt 2014 của Điện Máy Thiên Hòa sẽ diễn ra đến hết ngày 15 tháng 5. Chương trình bao gồm các sản phẩm máy lạnh, tủ lạnh, máy xay sinh tố hay là quạt được giảm giá đến 50% và tặng thêm 500 nồi nướng cho 500 khách hàng đầu tiên mua máy lạnh Inverter. Bên cạnh đó thì khách hàng còn được tặng thêm voucher giảm 50% phí vệ sinh bảo trì máy lạnh. Ngoài ra khách hàng còn có cơ hội mua sắm trả góp với lãi suất 0%, rất nhiều sản phẩm tiện ích cho gia đình như là tivi, máy giặt, máy lạnh, đồ gia dụng, đồ nội thất. Đối với các khách hàng có thẻ thành viên Thiên Hòa hoặc là thẻ tín dụng của ngân hàng bất kỳ thì sẽ được giảm 30% khi mua hàng. Đặc biệt hơn là chương trình giá sốc mỗi ngày luôn giới thiệu tới khách hàng các sản phẩm mới với giá giảm mạnh tại website Thiên Hòa. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm thông tin tại website dienmaythienhoa.vn hoặc là tổng đài hỗ trợ 1900 1829 hoặc liên hệ trực tiếp hệ thống Trung tâm Điện Máy Nội thất Thiên Hòa trên toàn quốc. Thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn đó là Viettel ưu đãi khách hàng mua trả góp máy tính bảng. Theo đó, từ nay cho đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2014, quý khách hàng yêu thích sản phẩm Samsung Galaxy Tab 3 Lite hãy nhanh chóng chụp lấy cơ hội này và chỉ cần trả 499.000 đồng khi mua máy và 499.000 đồng một tháng trong vòng một năm. Quý khách sẽ có ngay sản phẩm Samsung Galaxy Tab 3 Lite để phục vụ công việc cũng như là giải trí của mình. Bây giờ sẽ là một thông tin có liên quan đến một thức ăn rất là được yêu thích trong mùa hè, đó chính là kem. Đây là chương trình khuyến mãi giảm 31% của Baskin Robbins Việt Nam diễn ra vào ngày 31 hàng tháng. Chúng ta sẽ có cơ hội thưởng thức những vị kem đặc trưng nổi tiếng của nước Mỹ như là Mint Chocolate Chip, Cookies Cream, Strawberry Cheesecake, Cotton Candy. Bên cạnh đó là những mùi vị rất Á Châu như là green tea, mango, yogurt, coconut. Những viên kem trái cây nhiệt đới sẽ đưa chúng ta đến một cảm giác như là đang được nghỉ dưỡng trên một bãi biển với biển xanh cát trắng và những hàng dừa đông đưa trong gió. Nghe hấp dẫn quá đó Điền. Chính vì vậy mà chúng ta hãy liên hệ ngay tới địa chỉ 118 Nguyễn Cơ Trinh, phường Nguyễn Cơ Trinh, quận 1 hoặc là 75 Đồng Đen, phường 12, quận Tân Bình.